có đợt hổm nó gỡ về chỗ hai lần được 2 triệu mấy nữa, là chỉ có bao nhiêu đó thôi mà nói là đem về chỗ mười mấy triệu. Thì như Út cũng gửi lời lại với cái người, những cái người mà nói là Long đem tiền về chỗ á, thì chừng nào nghe đến chánh cho thật sự đi rồi hả nói. Út nghèo thiệt chứ không phải mà có bao nhiêu đó mà để ấy làm. Nó xảy ra trong gia đình mình á, thấy nó cũng hơi dậy sóng đó cô. Thì cô có thể là chia sẻ những cái lý do gì á mà hôm nay nó quá trời dậy sóng đó cô. Thì Út cũng nói thiệt luôn, tại vì nói là cũng như ở dưới kia người ta nói rằng Long nó về trên này là nó đem về cho Út mười mấy triệu. Đất. Là đem về cho Út 17 triệu. Thì sắm 3 chỉ vàng. Nhưng mà Út thấy cái đó là rất là quan cho Út với thằng Long. Long nó không bao giờ nó về đây mà nó đem tiền về cho Út hết. Có cũng như là mới nó lãnh tiền của tập đó là gửi về cho Út được 1 triệu bạc mua sữa đồ cho con nó. Rồi là có đợt hổm nó gửi về cho Út 2 lần. 2 lần được 2 triệu mấy nữa. Là chỉ có bao nhiêu đó thôi mà nói là đem về cho Út 10 mấy triệu. Thì như Út cũng gửi lời lại với cái người, những cái người mà nói là Long đem tiền về chỗ á, thì chừng nào nghe đến chánh cho thật sự đi rồi hả nói. Út nghèo thiệt chứ không phải mà có bao nhiêu đó mà để ấy làm, là để cho con nó mang tiếng mang tầm, không bao giờ có. Còn nói là tại sao mà ở dưới này nuôi nó mà nó đem tiền gì, nó nuôi cha nuôi mẹ, hỏi cho con Út có mình Long thôi. Nó gửi tiền về như vậy cũng đâu có quan, ví dụ giờ Long mới cho tiền Út đi, nó cũng lo cho cha cho mẹ cho con nó, mà ý hay là muốn cho thằng Long nó không có còn cha còn mẹ nữa hay sao mà giống như muốn bứng gốc không? À đúng rồi, nó gửi vậy thì nó nuôi cha nuôi mẹ nó chứ có làm sao đâu. Muốn cấm thằng Long không muốn cho thằng Long gửi tiền gì. Còn cái là cũng như Út nói là ở dưới không, Út không có nói ở dưới là đuổi thằng Long. Út chỉ là nói là ở dưới nói là bảo quản mình chim sâu, không có bảo quản thằng Long. Đó thì Út có biểu có nói với thằng Long, Út nói là cũng như con muốn về đây thì con về. Đó, con có nhà có cửa. Chứ không phải không có mà để dưới là nó này nó kia cũng tội nghiệp cho con Út. Đó. Tại vì nó quá thương chim sâu, nó đi theo chim sâu thôi. Mà coi nhưng con chim sâu Út cũng không có đuổi xô gì nó. Vì tại tự nó thì nó nghe lời ai nó đi gì dưới nó ở, chứ còn đó gì Út cũng không có đuổi cái nào hết. Từ đó nay Út nghe một đau luôn tới nay luôn. Tại nguyên nhân đó mà đau tới giờ luôn ha. Đau luôn tới nay. Rồi Út có nghe người nào nói không? Thì Út nghe nói vậy thôi chứ cũng ai mà cái miệng mà miệng mồm gì dữ vậy mà đâu ra 17 triệu thì bởi vậy nó không biết Long ở đâu nó làm gì nó gửi mấy triệu đâu mà gửi gì mấy triệu mà gửi bây giờ tiền ăn cũng có nè kìa, giờ mai mốt về đây bán vé số tiếp bây giờ nè, đâu mà ra tiền 17 triệu gửi về cho Út hay có cũng mừng hết á, có cũng mừng á, nó có vậy Út cũng mừng nữa, Út nói thiệt. Dạ, cái thông tin đó thì là con nghe á, là cũng có trên một số clip á, nói là của một vị ở bên Trung á con, là gửi về cho cô á. Bên Trung là Trung Quốc á hả? Đúng rồi. Bên Trung Quốc nha. Ừ. Thì người ta nói vậy đó, cô có ý kiến không? Là sao nói sao? Là của một vị á, ở bên Trung á, là người ta gửi người ta nói á, như vậy á, là cô nhận của vị đó đó, là có không cô? Cô không biết luôn, cũng đâu có nhận tiền gì của ai đâu, bên Trung Quốc đâu. Là với cái số tiền đó, những video đó nói lên là Út là cái số mười mấy triệu hả? Đúng rồi. Ừ. Là bây giờ là nó không đúng sự thật đúng không? Không. Mà có nói là không? Thông tin là bây giờ cô đó đã qua đời nữa rồi. Ủa, cái đó không có biết. Thông tin giờ nó bu quá hả? Qua đời làm gì giờ? Ừ. Mà cái đó nói chung cũng không có liên quan gì chứ. Nhưng mà thôi Út là bây giờ không có nhận nè, mà người ta cứ đồn ra đồn vô hoài nè. Đồn thổi bây giờ ai nói sao nói, Út cũng không có quan tâm tới, mình không có là thôi, Út không có quan tâm. Cái này thấy Út ớt nè. Bây giờ cái chuyện trước mắt là giờ Út sẽ làm sao cho chim sâu với Long Tứ về nè. Để mà ăn Tết sum họp gia đình nè. Sẵn qua video này có gửi gì gửi lời đến hai đứa con của mình không? Thằng cha với đứa con dâu nè.
thì Út cũng nói đó, Út nói ví dụ mà nó về nó biết nghe lời Út. Ừ. Thì ấy còn có cái mà nếu mà nó không nghe lời Út thì nó về đi, hai chồng về đây ở với mẹ cha mẹ nè, con cái gần gũi nhau ăn Tết lớn. Gì đâu, đâu, đi. Cho con vô đi con, vô đi con, nói coi Đức nè, của chú anh chị đó, bà nội nuôi nè, đó. Ngồi xuống đi con. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Thôi con ngồi xuống với bà nội kìa, ngồi lên. Chú ngồi nghe rồi. Rồi, giỏi. Đó, thấy không? Quá giỏi. Nghe bà nội chăm sóc Đức không? Nói đi, chào bà cô bác đi. Đẹ. Chú còn chú một chú đó nữa kìa. Ừ, rồi nè, chào bà cô bác nè. Nè, chào bà cô bác đi con. Chào bà cô bác. Chào bà cô chú. Chào quý vị khán giả. Ừ. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn khán giả. Ừ. Có một mình đang nấu. Nuôi nó hồi năm tháng mấy tới giờ. Con ngồi phải ngồi trên cao mới được. Không được, phải chú ngồi dưới nè. Thương chứ một lần quá chứ. Thương chứ một lần quá trời luôn nè. Mẹ nó làm mong Út. Dạ không? Không hả? Ừ. Hồi đó tới giờ luôn. Hồi nãy là giữ cái điện về hỏi thăm đồ này kia thôi. Nó kêu rồi mãi. Bé bây giờ nè nha. Đâu mất đi rồi. Thì bây giờ cha mẹ đi rồi cũng còn bà nội nuôi vậy là quá tốt rồi. Vậy chứ nó hồi đó bây giờ nó có nuôi đâu. Rồi bình thường rồi mình ở đây rồi thu nhập của mình ở đâu có. Thì cũng như ổng còn nuôi gà đổ bệnh á. Ừ. Thì ấy thì bán ra gà thì xài. Nghĩa là bình thường là một ngày mình kiếm được bao nhiêu tiền Út? Sao? Ngày bán được bao nhiêu tiền? Thì ví dụ 2-3 bữa. Con già đó. Ở hồi nãy thì cô cũng có nói là khi mà hai chồng đi về nghe lại á thì cô ok, còn khi mà không nghe lại á thì lúc đó nãy con thấy cô bị dấp lúc đó không nghe lại cô sẽ xử lý sao cô? Thì hiện mà nói nào nghe đi, thằng ông nó cũng nói nó về nó quét mã ông nội bà nội nó gọi thì nó đi về dưới nó phải này. Không ở đây không? Là chưa có đề cập với cô là sẽ ở đây luôn hả? Không, nó chưa có nói gì với cô. Khi mà ở dưới cái công việc nó không có được ổn định đó. Nó thì bây giờ là ảnh với chim sâu là không có gì đây á, thì bây giờ cô suy nghĩ như thế nào cô? Giờ Út cũng không biết nghĩ như sao nữa, thì nó về thì nó về, nếu mà mình thương con thì cũng phải thương nó, thì nó có về này thì nó về chứ Út cũng không có. Bây giờ là như cái lời cô nói hiện tại là giờ cô đã chấp nhận người con dâu ha? Chấp nhận thì Út chưa chấp nhận. Út nói chừng nào nó nghe lời Út đi thì Út nghe, chứ giờ Út chưa có quyết định được. Thì cái này là phải ngày mai cô xem sao ha. Ngày mai mà không biết nó về không, nó nói nó không về mà. Thôi, giúp cái mẹ ở dưới kìa, nội lượm bên cho con nữa. Không.